Nhưng mà bên này bị xét thế khó tha ngay nữa nhưng đang ở miền sniet ấy ấy là hai nhưng không mừng riêng á nhưng đang bị cuốn ở office mà phía hai ai bông ôn miền đồng tha sở anh hay pin chất nhóm mình đang ở bỏ nào chuẩn vô cho nhầm hay mỗi tiết được nhầm dễ là đi sập rồi thôi nhầm tay để phơi anh mệt nhầm vô tháng lại sập rồi thôi anh đi làm bây giờ ban cao vô đây giống này tại đây không ở ca đấy chỉ vì chỉ ca đây nhưng mà cốt nhưng mà hát trong về kia cho hát đọc một bài cho năm ấy tâm tâm đó là ca đấy nhưng mà cốt làm cho này thì giang dương phơi đôi chỉ hai dương phơi à vậy đại thay ra à vậy giờ chụp chơi giống thì hối nè bảo sân chỉ miền ca bảo chân out không xin chun vô hai bảo sân chỉ miền bom ôn bảo chân out vô chun không bát lang đầu vẹn đánh pro thay miền là ca làm cho hết ba đợt chốn nè không độ tầm lại luôn này không hai sắp về rồi này ca một cuốn ra một dôn đi bởi sao thì nhóm 3 đồn dôn á nhóm độ tầm lại luôn cho nhóm 2 sắp về rồi nâng tinh xong và đẹp sắp xa chung từ đó là ôn ôn và đôi chìa sắp xa nửa sắp đại quốc nơi sẽ là tì chung là bọt đạch giá ngay vì tiêu khai mình xua bằng sport ba mẹ xua bằng xua bằng thông bái à bằng thông bái bằng tại là hiện bà sai tích ba bằng ca bà cuốn bóng bóng trong cao nhưng mà đại ca vô trong khối cứ chứ nè ca vô nơi bốn ông tụng nơi xin miếp nhưng mà tôi quan sai bạn mà sai tiệt ba chú bôi cái lá cô thực sự đây đại bọc Cameroon mà Cameroon cả lá cô nó mạch đại bọc quát dư tay quát đánh thôn đại bọc đại quát thu su su thôn chứ nè chứ nè bật tụ đại bọc chứ nè bật tụ lấy tay tông sai quạt tông ban mùi tiệt đấy sống mắc mà nó bóng sai quạt bà lấy bọc bà bông cơ thang sai cái bát mùi nát tay chúng ta yên chú chọt thì hiếm không? Sai cái bát thì chúng ta bởi chú chọt thì khá là bá ơi nâng IPCC với chung trần hay bởi tốt khối mó sật thì chúng ta sai cái bát ở vì tăng tay nó thì còn hai ở sai cái bát IPCC nó khá là bá vì tăng tay như kì hay sẽ lạnh như kì bà được ra dương không bằng tay trần nhé bà bông sẽ tông tân tân ca bạc cuốn bạc bông nơi thứ ngày tháng 1 này ca bạc cuốn đồn đạc bạc bông bạc bông miên bạc mơ khơi đầy cu bạc cuốn bạc bông này đầy cu bạc nhóm khơi cho bông có chân chết bạc răng chân chết bạc răng bạc mơ video của bạc bạc mơ bạc quát lỗ đây sắp đây quát bạc hết cái lá co mày đấy quát cái lá co quát vay gì chứ mới quát thôn hay là đạp đây quát tốt lỗ đây lâu đó ngày này bông bạc hát bạc 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 nhưng học hát tăng pi nhưng mà cuốn nơi ông tu nơi sinh nhật thái nhưng sum ra là bay ngay nhưng hát mình chụp chứ mình đây thay dùng đăng dù ngay đây mà mình đăng đăng thay chết mà khai đăng chết mà và bông cơ tha quạt hiện xuất khăn ngay là có được cái chụp ngay không một nữa quạt lò đây bằng chân cơ tha phải tam tầng phải chạy tam đá nó và chân ca sẽ không nhưng mà đá bông tay nhưng mà không tha chất sắc rồi tha nhưng mà ai là ứng từ đó là vẽ để bông ôn vốt ở của đại quạt bạn ok chất bông ca vốt ca vốt bông miên quay nằm bay tẹt tiền control nằm bay ơi màu vốt ở bong sẽ đẹp ngày bạc cuốn đó bong tôi mới còn muốn ngày bạc cuốn nhưng mà bên đây bị xét thế khỏi tha ngày nữa nhưng mà miền sniet ấy ấy là hai nhưng không mừng riêng á nhưng mà bạc cuốn ở office mà phía hai ở bong ôn mẹ làm tha sợ anh hay pinch chất nhóm mình đang bỏ nào chun vô chun nhầm hay mỗi tiết được nhầm dễ như là đi sập rồi thôi nhầm tay để phơi anh mệt nhầm vô tháng lại sập rồi thôi anh đi bây giờ ban cao vô ấy giống này tại đây không ở ca đấy chỉ ở ca đây nhưng mà cốt nhưng mà hát trong về kia cho hát đọc một bài cho năm ấy tâm tâm đó là ca đấy nhưng mà cốt làm cho này thì giang dương phơi đôi chỉ hai dương phơi à vậy đại thay ra à vậy giờ chụp chơi giống thì hối nè bảo sân chỉ miền ca bảo chân out không xin chun vô hai bảo sân chỉ miền bom ôn bảo chân out vô chun không bát lang đầu vẹn đánh pro thay miền là ca làm cho hết ba đợt chốn nè không độ tầm lại luôn này không hai sắp về rồi này ca bất cuốt là một dôn đi bữa sau thì nhóm ba đập dôn á nhóm độ tầm lại luôn nhóm hai sắp về rồi nâng tinh xong và đẹp sắc xa chun từ đó là ôn ôn cái đôi chia sơ sơ là sơ đại quát nơi sơ lá ti chun là bót đại sử giá ngay vì tiêu hết nhóm đang ở thư xong đẹp sắc xa chun bạc quạt bữa sau thì nhóm chia hạt dôn vì bút sơn này hay bộ ôn bữa sau thì trong là nhóm lan đã vẽ ra đôi ta tại nhóm tim mũi trong chia chun là bầu hay bữa sau thì nhóm chia chun là bầu hay thời ca lấy vô để bông ôn này lấy vô đồng ôn cứ bởi trong ba sao đây nhóm cứ châu được không thấy bút đâu tại mỗi cột
bà ở miền ở châu không ca phê na ai nam mới thế cứ ở dương tục chỉ một khe ở chợ ông phong tha sầm lấy chén áo cứ từ tua tại khăn ông phê bút sờ tại mũi cột tại nó chẳng bông ôn châu khăn ông lấy được thì bấy à so cổ hay bông ôn vi vi ở bút sờ chừng ảnh bút sờ chừng ảnh hay đã so cổ bị cào ấy chẳng bông bẩn chẹt ha lấy được thì bấy bông ôn đã bút sờ chừng ảnh hay đội clear à so cổ chẳng sầm lấy đại bông ôn vốn ấy cứ ban ở chui đó lúc nhầm bạn ai chuyện ở nó vẹn đại cột chấp đam vô bị ngay nào tới bỏ chấp đam vô chấp bị ngay sọc sai bút sờ bên đi đâu tới ចាំមានថ្ងៃនេះអីចាប់ពីថ្ងៃនេះទៅអាចបាទៗៗចាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងមានតែម្នាក់ដប់សូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការនិយាយហើយនិយាយទៀតទៅថាបងប្អូនជួយបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងវ៉ូតឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យខ្ញុំបាទឡើងដល់វគ្គប្រកួតហើយតារាមយន្តដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងថាបើសិនជាខ្ញុំបានរត់យន្តពីប៊ូស្រងខ្ញុំមកដល់តម្លៃខ្លួនរបស់ខ្ញុំ50%បាទទិញសម្ភារៈសិក្សាជូនដល់សិស្សានិស្សិសដែលគាត់នៅសាលាទ
ដៃគាត់ 50% ទិញសម្រាប់សាជូនពួកគាត់អញ្ចឹងការវត់របស់បងប្អូនស្មើនឹងជួយឲ្យសប្បុរសធម៌បងបានឡានឲ្យជួយរបៀបថាធ្វើបុណ្យទៀតបាទបាទអានេះមិនមែនជាភាពតាក់ទាញអីសម្រាប់ខ្ញុំថាចង់បានសម្ដែងវត់ទេចង់ថាអានេះជាការមួយដែលចិត្តតែខ្ញុំចង់ធ្វើយូរហើយដូចជាខ្ញុំការប្រកួតរុស្ស៊ីក៏ខ្ញុំអាចចាញ់នេះនេះខ្ញុំដកម្លាយខ្លួនខ្ញុំជូនទីវាគាត់ថាថាហើយខ្ញុំធ្វើច្រើនដូចថាសប្បុរសធម៌ខ្ញុំធ្វើច្រើនតែខ្ញុំអត់ចាញ់មុខទេខ្ញុំធ្វើតិចច្រើនអីខ្ញុំធ្វើរហូតតែនេះដោយសារជាឱកាសមួយដែលបង្កើតតារាមយន្តហើយហើយជាជាចាំតែដូចជាការគម្រប់ដែលខ្ញុំហាត់ចូលហាត់រយៈពេល18ឆ្នាំហើយដែលខ្ញុំតារាមបានតារាមយន្តអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះបានរយន្តហើយបងប្អូនប៊ូវ៉ូតឲ្យពួកខ្ញុំបានឡើងដល់វគ្គដាច់ព្រាត់ហើយបានរយន្តខ្ញុំបូរច្ចៈតម្លៃខ្លួន 50% ទិញសំរែរសាជូនបងប្អូនរសានសិស្សដែលគាត់នៅទីជនបទដាច់ឆ្ងាយស្រយ៉ាដែលហបវាក់យើងខ្វះលទ្ធភាពនៃការទិញអញ្ចឹងណាយើងនឹងធ្វើដំណើរជូនគាត់តែផ្ទាល់តែម្ដងហើយបើឲ្យបញ្ជាក់បងប្អូនណាបើសិនជាខ្ញុំឈ្នះជុំទី1សម្លេងឆ្នោតវូតច្រើនអាចឡើងដល់វគ្គព្រាត់តែបើសិនជាខ្ញុំចាញ់ជុំទី1សម្លេងឆ្នោតក៏អត់អាចទៅបានដែរទោះតាតែខ្ញុំឈ្នះជុំទី1ហើយចម្លែងឆ្នោតរបស់ខ្ញុំខ្ពស់ខ្ញុំអាចបញ្ជូនរត់វគ្គដាច់ព្រាត់ហើយខ្ញុំបានរត់យន្តមកខ្ញុំអាចធ្វើបានចាំបងប្អូនបញ្ជាក់អញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌតើតើយើងវាយឈ្នះកីឡាករបរទេសជុំទី1ហើយបាទបាទមានសម្លេងច្រើនជាងគេបាទហ្នឹងទើបមានឱកាសបងនិយាយពីអារម្មណ៍បងតិចមើលព្រោះថាកកម្ពុជាយើងវាច្រើនគឺបងចង់ពួតតែលក្ខណៈថាដណ្ដើមឡានអញ្ចឹងបងឥឡូវខាងក្រុមហ៊ុនគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យបងពួតបងមានអារម្មណ៍ដូចដែរអូមានអារម្មណ៍ថាសុខចិត្តអំពើគេអត់ដឹកស្មានថាគុណខ្មែរយើងដល់ណានឹងមានតែលក់អីបងធម្មតាបងវាចង់សុខចិត្តខ្លះខ្លះខ្ញុំព្រោះថាគេក៏ចង់បានយើងក៏ចង់បានហើយខ្ញុំអត់គិតថាគុណខ្មែរមានថ្ងៃប្រកួតដាក់ដរជនទេអត់គិតទេតែខ្ញុំគិតថាគុណខ្មែរនឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងបើមានដៃគូសហការដូចជាគុណខ្មែរខំប្រឹងប្រែងដូចជា sponsor គាត់នៅតែបន្តការគ្រប់គ្រងគុណខ្មែរគុណខ្មែរនឹងលើមួយកម្រិតទៀតហើយខ្ញុំបាទក៏ខំប្រឹងប្រែងនេះជាឱកាសថាវាមិនងាកស្មារតីខ្លួនឯងបានចូលលេងក្នុងកម្មវិធីតារាមយើងនេះទេមួយទៀតបានចូលរួមពីគុណខ្មែរបងប្អូនយើងជួយគ្រប់គ្រងដែរបាទទៅធ្វើឲ្យកម្មណាបងចង់ថាបើសិនជាគ្មានគុណខ្មែរបងប្អូនទេគាត់ខំមិនឈ្មោះផលប្រព័ន្ធដាក់គាត់មួយចូលប្រកួតតារាមឡានផលប្រព័ន្ធនេះចឹងបើសិនជាមានបងប្អូនការគ្រប់គ្រងក៏អត់ខ្ញុំអត់មានបានចូលមកប្រកួតតារាមយន្តនេះដែរអូខេអញ្ចឹងមិនតិចទៀតចុងក្រោយចង់ឲ្យបងជួយបញ្ជាក់របៀបនៃការវោតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនគាត់កាន់តែច្បាស់កុំឲ្យច្រឡំណាកហើយកវាស្ដៀងគ្នាបញ្ជាក់បងប្អូនថាអាសកអញ្ចឹងបងប្អូនបញ្ជាក់បងប្អូនថាបោះឆ្នោតបងប្អូនបើសិនជាបោះឆ្នោតក្នុងផេកក៏ដូចជាក្នុងផេករបស់ខ្ញុំឬមួយក៏ផេកផ្សេងៗដែលគាត់ share ដល់គាត់អីហ្នឹងណាផុសរូបផុសអីគឺអត់យកទៅផ្លូវការទេបងប្អូនអត់យកផ្លូវការបញ្ជាក់គឺក្នុងតែមានតែក្នុងផេកប៊ូស្រងតែមួយគត់អញ្ចឹងផុសមួយណាក៏បានដែរបងផុសមួយណាក៏បានឲ្យតែក្នុងផេកប៊ូស្រងអញ្ចឹងបងប្អូនចូល comment ក្នុងផេកប៊ូស្រងហើយដាក់រូបនៅក្នុងរូបឬក៏រូបខ្ញុំបាទឬក៏ឲ្យតែផេកប៊ូស្រងអញ្ចឹងបងប្អូនវាយពាក្យប៊ូស្រងឆ្ងាញ់បញ្ជាក់បងប្អូនណាប៊ូស្រងឆ្ងាញ់ដកផ្លែដាក់អសកអញ្ចឹងជាលេខរៀងរបស់ខ្ញុំលេខ3អញ្ចឹងបើចាំអូនម្ដងដូចថានេះមានតែក្នុងផេកប៊ូសងតែមួយគត់ក្នុងការទទួលវោតចុងក្រោយអរគុណទៅកាន់អ្នកគាំទ្រប្រទេសចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអូនអស់ដែលតែងតែគាំទ្រហើយខមមិនក៏ដូចជាលើកទឹកចិត្តក៏ដូចជាចង់ខ្ញុំលេងចូលក្នុងកម្មវិធីនេះជាឱកាសរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាក្តីសម្ងាត់ខ្លួនឯងហើយក៏ដូចបងប្អូនដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនជួយបោះឆ្នោតគាំទ្ររូបខ្ញុំបាទដើម្បីឲ្យឈានដល់របស់វគ្គប្រកួតតាមបានវិញ្ញាណ